Đây, chào bà con. Coi như bây giờ mình đã check xong hết rồi. Nhưng mà còn hai anh chị Châu Mai đang biết trục trặc cái gì nữa. Mình đứng đi chờ cũng phải 15 phút rồi. Coi như nhiều khi nó nghi ngờ cái gì đó thì bắt đầu nó bắt phải xét kỹ hơn. Thì đây là cái chỗ mà người ta xét á. Để kiểm tra này cái đó nó rất là thoải mái, bà con cứ việc quay phim thôi. Nó không bắt gì hết á. Không bắt gì hết trơn trọi á. Đây đám này người ta cứ được quay thoải mái, không giống như ở mấy chỗ nguy hiểm thì mình vẫn quay phim kia cái đây. Thì kế cái đám mà sát vé đó thì cái đám này có bán đồ duty free, đồ miễn phí, nhưng mà nó không cho mang nước nha anh bà con, không cho mang nước với kem đánh răng trên 150 gram, mà nó không chịu. Mình mang kem đánh răng theo nó bắt mình sử dụng đi. Sau khi sát ở nhà lý thì bắt mình dục thì mình chịu thôi. Đây là cái một chút tí xíu trải nghiệm cho bà con thấy về cuộc sống ở hải ngoại như thế nào ha. Cái đám này, mấy cái tiệm này bán đồ mỹ phẩm cho miễn thuế ấy, bà con. Có đang đứng gì đó. Có anh chị đi chung nhóm á, đi chung nhóm này. Sao mà chụp chặt cái gì mà lâu dữ vậy? Không, cái máy nó không nhận. Nó không nhận cái máy nó bắt buổi, còn bên cái khu mà mê nhỏ á. Cái Apaco á hả? Nhận, nó cứ đẩy ra không hả? Apaco nó không nhận. Em bảo chắc nó nhìn thấy chị bệnh, nó cứ tưởng xì xì ke cái gì á. Mà kêu ông người kia, nó kéo bạn vô trong phòng. Ôi, nhưng mà chắc chị cũng như vậy á. Tại nó máy nó đẩy ra, nó có kiểm soát ở trong đó mà. Nó kiểm soát trong đó, coi như thấy mình ok thì bắt đầu nó em quay lại em thấy chị đang mình đứng ở sao trên vai thì mình đứng nói hoài vậy. Nhưng mà rác cái túi khi mà người tới đi Dubai á, gồng tay nên nó tao khỏe đó. Nó có nhìn thấy được đời nó sợ thế. Đúng rồi, nó sợ thuốc. Rồi đi, kia này nó bảo cái này kia đâu, cái này nó trông nó đi tao phải giữ rồi. Nó có hơi con không có hơi thuốc thì quay ma túy gì không thì anh là như vậy bà trước bà kia cũng bị á, người bày á, người xưa xưa đến đây nó bắt vô rồi mà nó kém thôi mà xanh trái hết lại tại đứng ở đờ á, để ý cái bên hôm bữa ngoài thị trường vậy em thấy nó bắt mấy cái đứa mà đờ mà nó cuốn này kia vô quá kém nó nhìn mặt dạ đúng rồi, nó nhìn mặt nó ngồi trong đó nó kiểm soát mà nó mới được nó cho vô này. Không được thì nó đi tốn. Đi đây này chú. Okay, vô trong kia ngồi cho bãi. Ok, vậy là xong. Nhóm của mình coi như mấy người cũng được. Rồi còn thêm mấy người khác nữa thì họ đi vô trong đó rồi. Đúng rồi, nó bắt từ sang bên kia. Sang bên kia nó kiểm soát vậy chứ đúng, chị Mai nói đúng á. Nó nhìn, nó nghi ngờ.